Như thường lệ, hội nghị các nhà phát triển của Apple năm nay được đông đảo báo giới và các chuyên gia công nghệ chờ đợi. Sau những cáo buộc về việc cố tình làm chậm các dòng iPhone đời cũ khi nâng cấp hệ điều hành, để lấy lại uy tín cho Apple, CEO Tim Cook đã tuyên bố iOS 12 sẽ mang đến những tính năng mới ảnh hưởng nhất định tới giới công nghệ. Và người thuyết trình cho iOS phiên bản mới là Phó Chủ tịch Greg Federighini. Với iOS 12, chúng tôi sẽ tăng gấp đôi khả năng vận hành với những cải tiến đáng kể từ đầu cho tới cuối để các thiết bị của bạn chạy nhanh hơn và cũng nhạy bén hơn. Những thay đổi này đều có sẵn cho tất cả các khách hàng. Các thiết bị chạy iOS 11 đều có thể nâng cấp lên iOS 12. Chúng tôi cũng chú trọng đặc biệt đến các thiết bị cũ nhất của Apple để chúng ta có trải nghiệm mới và mang lại những điều thú vị trong cuộc sống và công việc. iOS 12 cũng mang đến một format file mới cho AR. Chúng tôi gọi là USDZ. Đây là một dạng file nén đơn, có thể tối ưu hóa cho việc chia sẻ, trong khi vẫn thực hiện được đồ họa 3D và hoạt hình. Chúng ta có thể dùng USDZ từ file app, Safari, email và cả tin nhắn. Điều thú vị là chúng còn có thể đặt các mô hình 3D vào đời thực. Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần mềm Apple cũng cho biết iOS 12 hỗ trợ các ứng dụng khởi chạy nhanh hơn tới 40%, cùng với đó là tốc độ xuất hiện bàn phím tăng 50% và việc mở máy ảnh cũng nhanh hơn tới 70% trên các thiết bị cũ. Bên cạnh đó, iOS 12 cũng nâng cấp tính năng FaceTime nhóm, có thể thực hiện cuộc gọi video cho nhiều người. Năm nay, FaceTime sẽ có bước tiến nhảy vọt bởi chúng tôi giới thiệu tính năng FaceTime nhóm. Bạn có thể gọi FaceTime với 2, 3 người, thậm chí là 32 người khác nhau. Tính năng FaceTime mới sẽ được hỗ trợ trên cả iOS và macOS. Khi đang thực hiện cuộc gọi, cửa sổ video của người dùng sẽ trở nên lớn hơn khi bạn nói và thu nhỏ khi bạn ngừng. Bên cạnh đó, người dùng có thể sử dụng kèm Animoji và Memoji trong khi gọi FaceTime để tăng thêm tính thú vị. Hiện iOS 12 phiên bản dành cho các nhà phát triển developer beta đã có và có thể tải về. Trong khi đó, bản chính thức iOS 12 dành cho khách hàng đại trà dự kiến sẽ phát hành vào mùa thu năm nay.